Quay lại cái này. Bây giờ mời các bạn chúng ta đến phần trích điểm, trích đoạn tiếp theo. Khi nào có một nỗi khổ ở trong bạn phát sinh, hãy yên lặng chú tâm vào những cảm xúc đang có mặt đó ở trong bạn. Chỉ cần ý thức rằng có một cảm xúc đau đớn đang hiện diện, hãy cho phép và chấp nhận nó như nó đang là. Đừng suy nghĩ gì thêm, cũng đừng để cho cảm xúc đau đớn kia biến thành những ý tưởng tiêu cực. Cũng đừng nên phán đoán hay phân tích gì cả. Bạn hãy bền bỉ an trú trong phút giây hiện tại và kiên trì là một chứng dân yên lặng, mục kích tất cả những gì đang xảy ra ở bên trong bạn. Không những bạn cần chú tâm vào cảm xúc đau đớn kia, mà bạn cũng nên chú ý đến chính bạn. Chứng dân đang trầm tĩnh quan sát mọi chuyện trong yên lặng. Đó là sức mạnh của phút giây hiện tại, sức mạnh của sự tỉnh thức ở bên trong bạn. Rồi bạn sẽ từ tốn xem chuyện gì đang xảy ra. Hay quá, đoạn rất là hay. Khi thông thường thì khi một cái đau đớn nổi lên thì chúng ta sẽ một chuyện bất như ý đến thì chúng ta sẽ suy nghĩ để tìm cách giải quyết nó, và chúng ta sẽ không thể không 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 dừng lại để quan sát nó. Ví dụ như là xe mình đang đi giữa đường và nó bị hỏng thì việc đầu tiên của mình đấy là tìm xem chỗ nào nơi sửa xe, tại sao cái xe này nay nó lại hỏng, ABC mình có tự sửa được không, bây giờ phải gọi cho ai, như này rất nhiều suy nghĩ nổi lên. Và nó đã trở thành một cái không gian đặc quánh khi một một cái vấn đề xảy ra, khi một cái sự bất như ý xảy đến và khi cái nỗi đau xuất hiện. Khi nỗi đau càng lớn thì cái sự cuốn cuốn mình vào trong dòng suy tư nó càng lớn. Thế và thế mà Eckhart lại nói rằng là khi mà nỗi đau khổ lên thì chúng ta phải dừng lại, chúng ta phải 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 có mặt như một chứng nhân, kiên trì là một chứng nhân, yên lặng mục kích tất cả những gì đang xảy ra trong bạn. Thế thì điều này có phải là khó hay không? Làm sao để tôi đang muốn tìm giải pháp, tôi mong muốn giải quyết vấn đề, tại sao lại bảo tôi cứ ở đó quan sát và đừng có suy nghĩ gì cả, hãy làm như một chứng nhân. Thì xin mời hai anh có thể chia sẻ cái ý này với cộng đồng được không? Tại sao không đi giải quyết vấn đề mà lại đi Cái im lặng? này hồi nãy giờ chúng ta cũng chia sẻ chạm chạm tới cái yếu tố này mấy lần, có nghĩa là chúng ta lúc nào cũng có cái khả năng đó cả, lúc nào cũng có khả năng nhìn cái chúng ta đang suy nghĩ gì cho nó. Bây giờ mà chúng ta suy nghĩ gì mà chúng ta không có thể bước ra nhìn là chúng ta đang suy nghĩ gì cho nó, đúng không? Chúng ta lúc nào cũng thấy được cái hình ảnh mà chúng ta đang suy nghĩ, ngay cả cảm xúc cũng vậy. Thì cái Eckhart đang nói ở đây là chỉ làm chứng nhân, có nghĩa là ở trở về cái không gian đó, cái không gian mà có thể nhìn cái những cái rối loạn đó, những cái suy nghĩ đó, những cái cảm xúc đó, chứ không có phải là những cái rối loạn đó, là những cái cảm xúc đó, đúng không? Khi mà chúng ta nói là chứng nhân đó là chúng ta đã bước ra đã và đang xem tivi rồi. Trở lại cái xem tivi của chị này, vừa làm chứng nhân cái là cái đó trở thành màn ảnh và nó đang chiếu phim liền đó. Thì và những cái câu sau đó là Eckhart nói là cho phép nó diễn ra. Thì chị rất là thích cái câu cho phép thay vì chấp nhận. Tại vì rõ ràng là mình cho phép, nó rõ ràng là cái suy nghĩ diễn ra trong mình mà lúc nào mình không thay đổi suy nghĩ được đâu, đúng không? Lúc mà chúng ta nói nó đang nghĩ gì cái này mà chúng ta quyết liệt nghĩ nói à không nghĩ vậy kia đi thì nó cũng phải vậy, đúng không? Nhưng mà mình không làm vậy, mình cho phép cái này diễn ra, có nghĩa là tại nó là một cái dụng cụ của mình mà mình cho phép nó diễn ra chứ chứ đâu phải là mình đang làm nô lệ cho nó đâu. Làm chứng nhân là mày muốn làm gì làm, đâu phải vậy. Đúng không? Làm chứng nhân như là một cái ở một cái vị thế khác, chứ không phải là một cái vị thế là một cái người đang bị ăn hiếp. Đó thì là chứng nhân ở cái vị trí là cho phép nó diễn ra. Tại vì khi mà mình cho phép nó diễn ra đó thì nó mới giống như nãy mình nói vậy đó, giống như là để cho nó bay đi, chứ không phải là à nếu mà mình không cho phép nó diễn ra đó thì nó sẽ chui vô chuồng lại. Đúng không? Nhưng mà cho phép nó diễn ra đó có nghĩa là à
À, những cái này nhốt ở trong đây lâu rồi đúng không? À, giờ ra là đi luôn đi. Biến mất luôn đi, ví dụ vậy. Thì là chứng nhân và những cái câu kế. À, thì chúng ta không, ok, chỉ xin chia sẻ những cái chữ mà chị cũng cảm giác là có cái mang tính cách là không có hợp với sự rung động là chữ đừng của Việt Nam, đúng không? Cái chữ do not của tiếng Anh nó không có cái gì trong đó, do not nghe không làm. Không có sự rung động đè nén ở trong đó, không làm cái này không làm cái kia. Còn cái chữ đừng tiếng Việt nó có một cái sự đè nén ở trong đó, nó có một cái sự kèm kẹp ép bức cái trong đó. Đúng không? Khi mà chúng ta vừa chuẩn bị làm gì chúng ta đã đừng làm cái đó, là nó có cái gì đó trong đó, thì cái chữ đừng nó tiếng Việt ấy, chỉ cảm giác như này nó rất là chính xác nha, về về mặt dịch ngữ, nhưng mà cái sự rung động của chữ đừng ấy, nó không có đã đối với chị trong cái không gian này. Hay là chúng ta nói không cần thực hiện thì cũng được nữa, đúng không? Thay vì đừng thì nói là không cần làm cái gì thêm ngoài làm cái chứng nhân đó thôi, ý là không cần phải phán xét những cái suy nghĩ này là xấu, không cần phải kết luận, không cần phải chỉnh sửa, không cần phải tiếp cái năng lượng gì vô trong đó hết á, chỉ là chứng nhân coi là ok. Cho phép diễn ra và nhìn nhận nó là một cái ý cái câu cuối cùng của cái thơ là gọi coi cái gì xem á, để xem cái gì đó, có nghĩa là nó hết cái năng lượng, là tại khi mà không có tiếp cái năng lượng phản kháng, không tiếp năng lượng gì vô á, thì nó chạy hết, nó bay đi, nó hết luôn, nó tan biến luôn, kiểu như là tivi hết chương trình vậy đó. Dạ, cảm ơn anh, rất là hay. Anh Hạnh, xin anh bổ sung thêm cái khía làm sao để ta có thể, khi mà cái khổ đau nó xảy ra, khi một sự việc bất như ý xảy ra, thì thông thường mọi người sẽ tìm giải pháp. Mọi người sẽ bảo là bây giờ không thể để nó như thế được, mình phải làm này phải làm khác, thì cái suy nghĩ nó liên tục xảy ra. Vậy thì làm sao để cái việc mà mọi người đi 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 tìm giải pháp như vậy có sai hay không, và cái mà ông ấy hát nói rằng là ở đó như một một chứng chứng nhân yên lặng mục kích trong nỗi đau, thế thì hai vấn đề này anh thấy thế nào, có như hay là chúng ta thôi từ bỏ việc đi tìm giải pháp? Anh thì anh nghĩ là cái phản xạ của con người là tìm giải pháp luôn luôn, nó là cái cách của tâm trí đó, nó có một vấn đề và nó có cái solution, nó có cái giải pháp để mình giải quyết vấn đề. Thì cái khó là cái thực tập, cái khó là cái chỗ là mình có mặt với nỗi đau đó, thì đó là một cái thực tập á, nó phải làm quen mới làm được, tại vì thường là hoặc là tỉnh đại hoặc là tìm giải pháp, đúng không? Đặt câu hỏi tại sao ai làm cái này, ai làm cho tôi khổ. Ví dụ anh đó ha, thì là mình không thể nhận ra được là trong mình đang khổ vì có một câu nói, mà mình biến nó trở thành là anh khổ là vì anh nói câu đó với anh, em đưa anh vào cái chỗ giống như những một cái anh nhốt vào trong cái chuồng ấy, ví dụ như vậy. Thành đó là cái sự diễn dịch của cái tình huống, đúng không? Mình nghe một câu nói và mình diễn dịch nó thành là thay vì mình nói, mình nghe là câu nói của em làm cho anh cảm thấy như thế này, thì nó không có vấn đề, mà nó là tại sao em lại nói như vậy, em làm cho anh khổ, đúng không? Hai con rất là khác nhau. Thì những cái đó là diễn dịch đấy, tức là mình phân tích, mình diễn dịch tại sao ra cái chuyện này. Thành ra đó nó đánh mất cái sự chứng nhân, cái sự witness, cái sự chứng kiến, cái khả năng chứng kiến của cái nhận thức. Thì cái đó là một cái công phu của thực tập, chứ nó không có dễ đâu. Người ta đa số là tỉnh đại hoặc là chạy trốn hoặc là gì đó, tìm giải pháp giải quyết, đúng không? Bây giờ lần tới em đừng có nói với anh như vậy nữa, anh có muốn anh muốn nghe như vậy, ví dụ như vậy đó. Dạ, cảm ơn anh. Cái công phu thực tập này nếu mà khó thì em chọn cách nhanh trí là khó mình không có chơi Đức Đức rất là giỏi về cái này đó, Đức là để cho khổ đau nó nổ ghê lắm, cái đó là khó lắm á, cái cách làm rất là khó đó.
ít người làm được như vậy lắm đó. Em hỏi ngắn anh Chí một câu này. Bây giờ khi cái vấn đề bất như ý nó đến ấy, thì anh có đi tìm giải pháp không? Chứ như nãy anh Thành nói đó là cái sự phản kháng đầu tiên của con người là đi tìm giải pháp. Tuy nhiên là chúng ta đều biết là cái tìm giải pháp là không phải tìm ở trong mình, đúng không? Khi mà chúng ta nói là đi tìm giải pháp là chúng ta muốn giải quyết cái gì đó bên ngoài. Chúng ta muốn cái người nào đó thay đổi ý kiến của họ. Chúng ta muốn cái người nào đó làm ngược lại cái họ đã làm. Chúng ta muốn xã hội thay đổi cái suy nghĩ của văn hóa của họ đó, kiểu vậy đó, thì cái nỗi khổ là từ đó, đúng không? Chúng ta không chấp nhận cái một cái lời nói của người nào, hành động của một nhóm nào, hay là một nước nào có một cái văn hóa đối nghịch với chúng ta. Nhưng mà cái đó là tại vì chứ làm sao đâu có cái gì nó phù hợp 100% với mọi con người chúng ta được. Mọi con người là sự chọn lựa riêng, đúng không? Cái người mà sống giống như trong gia đình đi, mọi người còn có ý thức khác nhau nữa mà, mọi người còn có sự chọn lựa, mọi người thích món ăn khác nhau, thì làm sao mà mấy tỷ người trên thế giới này đồng nhau được, đúng không? Không có cái sự chọn lựa, ai cũng khác nhau, mỗi văn hóa đều khác, mỗi vùng miền đều khác. Nên nếu mà chúng ta muốn giải quyết cái vấn đề đó bên ngoài là chúng ta phải nhìn cái thực tế đó là không thể, đúng không? Không thể muốn mọi người đều phải thực hiện giống cái mình muốn, thực hiện phù hợp với cái mình, không ai cũng văn hóa giống mình, hay là có cái lời nói gì đó phù hợp theo cái mình chuộng. Thì nếu mà chúng ta đi theo cái chiều hướng đó là mãi là tối ngày cứ đi tìm giải pháp, cứ muốn đi chỉnh cái cách người này nói, chỉnh cái hành động của người kia, hay là muốn người ta suy nghĩ về mình một cái hướng nào, có nghĩa là mình cái sự thoải mái của mình sẽ bị nô lệ cho một cái gì đó không thể thay đổi được. Đúng không? Okay. Chứ thường nói là cái cây tre kế, chỉ có một cái bụi tre nó nằm y chang với nhau á, một chỗ luôn mà nó sinh ra 10 cây khác nhau. Có nghĩa là con người cũng vậy, hình thức thực hiện của họ khác nhau. Nếu mà chúng ta gọi là muốn phải giống như cái ý nguyện của mình, hay là mọi thứ trên sự kiện đó, diễn ra y chang như của mình á, nó không thể được. Nên mình chúng ta muốn đi tìm giải quyết về bên ngoài á, là chúng ta sẽ cứ khổ mãi. Nhưng mà chúng ta nhìn nhận coi cái gốc của cái khổ đó, nó là cái sự không chấp nhận người kia thực hiện không có phải đồng ý với mình. Người kia nói câu không nhất thiết là do mình chọn, họ chọn, đúng không? Họ chọn giống như cây tre nó chọn cách lớn lên khác, nó không có nhất thiết chọn cái cây kế bên, giống kiểu đó. Nó nghiêng vào một bên, còn cây kia kế bên nó nghiêng bên kia kìa. Thì khi mình nhìn nhận ra cái nguồn gốc đó là do cái điều kiện của mình nó đặt cho mọi người phải giống mình, mọi người phải thực hiện theo mình, phải có văn hóa giống mình luôn, nên nó sẽ thất bại. cái cuộc trải nghiệm cuộc sống đó, mấy chục năm đó sẽ thất bại hoài. Để chúng ta gọi cuộc sống thành công là vui, ăn vui, đúng không? Nhưng mà nếu mà ta chạy theo để chỉnh sửa, để cho mọi người đều giống mình, thì nó không có gì hấp dẫn cho cuộc sống nữa hết. Nhưng mà và nó không thể được. Và chúng ta sẽ trải nghiệm cuộc sống không thể an vui, không hạnh phúc tí nào. Cảm ơn anh. Nói về cái ý cuối của anh Chí thì SH cũng có nói là khi chúng ta xem phim mà chúng ta thấy tất cả mọi tình huống trong phim đều thuận lợi, mọi tình huống trong phim đều sinh ra học giỏi, lấy vợ, sinh đẻ con, lớn lên, thế thì phim nó chán quá, phim một chiều không ai xem. Cuộc đời trên hành tinh này cũng vậy, nó diễn ra biến hóa vô cùng. EH nói rằng đấy là tình huống của đời sống, chứ đấy không phải là sự sống, đấy không phải là ta. Và cái tình huống đấy thì nó biến hóa muôn màu, nhưng mà cái bên trong ta thì nó không phụ thuộc vào cái đó, và nó luôn an vui. Còn quay trở lại xuyên suốt trong cái 6 trích đoạn vừa rồi của chúng ta, thì chúng ta đã đi qua
một loạt các cái góc, các cái phân tích, các cái khía cạnh, các cái cách thức mà SH khéo léo chỉ cho chúng ta về cái cốt lõi của con người, đó là khổ đau, và hé mở ra cái cách để vượt thoát khỏi khổ đau. Thì trong một đoạn khác thì ông có kể một cái ví dụ trực quan về việc này. Đó là một lần ông ấy chứng kiến một người tỉnh thức ngay khi người đấy đến và ngồi với ông. Chị này chừng 37 tuổi. Khi đến thì rất lịch sự, vui vẻ. Thế, trong buổi trước tôi đã kể câu chuyện này rồi, hôm nay xin phép lại kể lại. Khi đến thì rất là vui vẻ, lịch sự chào SH, xã giao. Xong đấy vừa ngồi xuống thì SH còn chưa kịp nói gì thì nước mắt chị cứ trào ra, chị khóc. Thế là chị cứ tuôn một tràng ra là tôi khổ quá. Hồi bé thì bị bố cưỡng hiếp. Sau đến lấy chồng hay bạn trai thì cũng bị chồng đánh đập. Rồi công việc, rồi mọi thứ, cuộc sống quá khổ. Thì tôi nghe nói ông là một vị thầy tâm linh thì có thể cứu khổ. Tôi đến đây xin ông bày cho tôi cách để cứu khổ. Thì SH bảo là ok, thì chị sẵn sàng làm theo lời tôi nói không? Bảo có. Thế thì mời chị nhắm mắt lại và ngồi yên, xem cái chuyện gì đang diễn ra trong người chị. Thế chị đấy nhắm mắt lại, nước mắt trào ra, người rung lên, và chị mở mắt ra, chị bảo tôi đến đây để nhờ ông cứu khổ, chứ không phải tôi đến đây để nhờ ông cho tôi thêm khổ. Tôi nhắm mắt lại thì khổ quá. Tất cả những gì diễn ra trong tôi khổ quá. Thế SH nói là chị sẵn sàng nghe lời tôi thì chị hãy làm theo tôi, không chết được. Thế thì chị lại theo SH nhắm mắt lại, ngồi. Và lần này thì nước mắt vẫn tiếp tục trào ra, người vẫn rung lên. Nhưng một lúc sau thì SH nhận thấy cái trường không gian quanh chị thay đổi. SH nói là cái sự biến đổi trong trường không gian được biểu hiện vô cùng rõ ràng. Và chị mở mắt ra nói với SH rằng là, chị vẫn nhắm mắt và nói với SH rằng là tôi vẫn thấy khổ, tôi vẫn thấy khối khổ đau đó. Nhưng mà tôi thấy có một không gian rộng thoáng bao quanh nỗi khổ đấy. Thì SH nói là lần đầu tiên tôi nghe một người mô tả về cái trạng thái tỉnh thức, đấy là mô tả về cái biết ấy, cái sự nhận biết đấy, khi nó được nhận ra chính nó thì nó là một không gian và nó lớn hơn cái khối khổ đau đó. Và SH cảm thấy rất là rung động vì lần chứng kiến đó, và ông nói là đấy là một lần hy hữu tôi chứng kiến một người trực tiếp, một người chỉ tỉnh thức ngay trước mặt, và họ dùng một cái từ mô tả dùng từ không gian để mô tả về cái trạng thái nhận biết đó. Cũng như vậy thì cái sự khổ đau khi mà nó diễn ra. Có một câu chuyện thứ hai tự nhiên quên mất. khi mà chị đó ra về thì sao nhỉ? Có phải là anh đi ăn không? Được đi ăn ở tiệm ăn không? Có phải? Có đoạn đấy, nhưng em định kể một đoạn tiếp nữa. Đoạn tiếp nữa đó là chúng ta sẽ không cần kể vì mình không nhớ nữa. Thật thế. Cái câu chuyện vừa rồi là câu chuyện nói rất rõ về cái việc cái khối khổ đau đó không đơn giản là chuyện ngay trước mắt, mà nó là chuyện tích tụ từ rất lâu. Thế và nó khi như chị đến gặp SH chẳng hạn là lúc đấy không cần SH nói gì, không cần kích hoạt vào nó, và nó cũng bung ra, nó tức nước vỡ bờ, nó không thể chịu được nữa rồi, đi đâu nó chỉ có xả. Thế cái thứ hai nữa là SH có nói là chị ta đến gặp tôi là bởi vì lúc đấy chị đã sẵn sàng để tỉnh thức. Tức là cái khối khổ nó đủ lớn và nó sẵn sàng vỡ bờ, và cái chính cái điều đó nó thôi thúc tìm đến một vị thầy, và SH xuất hiện. Và vị thầy là SH thì đã không nói gì ngoài một câu đấy là chị xem cho cái chuyện trong chị nó được diễn ra, thì đó là lời dạy, và đó là những gì duy nhất của người thầy đã giúp chị ấy. Và chúng ta có thể thấy rằng hoàn toàn sự thức tỉnh là đến từ một hành trình, một cái diễn biến bên trong của chị đó. Cảm ơn anh Hạnh, cảm ơn anh Chí, cảm ơn cộng đồng. Chúng ta đã vừa đi qua
6-7 đoạn trích khá là thú vị ở trong chương 2.